cư sĩ giảng sanh rồi, thì trong nhà người giảng sanh có cần phải cúng thí thực hay không? Nghi thức này nếu quen thuộc rồi thì có thể làm. Quỷ thần, chúng sanh ở cõi U Minh, họ cũng là một trong những chúng sanh lục đạo. Phật Pháp vô cùng từ bi, không những dạy người, mà chúng sanh ở trong chính Pháp giới Phật đều giáo hóa. Phật ở trên kinh điển dạy chúng ta có những việc này, chúng ta cũng nên giúp đỡ họ. Cho nên việc cúng thí thực này, bất luận là ở am đường, chùa chiền, hoặc là ở gia đình mình, ngay cả khi chúng ta đi du lịch bên ngoài, thì giống như Thế Tôn thời đó vậy, dưới cây trong rừng cũng có thể cúng, nơi đồng ruộng cũng có thể cúng. Câu hỏi thứ năm, xin hỏi việc lấy tiền kiếm được do các hành vi không như pháp, chẳng hạn như trộm cắp, lừa gạt, sát sanh, để mà bố thí cúng dường, thì đáng phải chịu quả báo gì? Phàm là những thứ này thì gọi là tiền tài bất nghĩa, không phải là có được bằng phương thức bình thường. Một người tốt trên thế gian này của chúng ta đều không muốn tiếp nhận. Người xưa nói, kẻ sĩ, người quân tử, một người hiểu biết rõ lý cũng không chịu tiếp nhận, huống hồ là Phật Bồ Tát chứ. Về sau bạn sẽ hiểu được, bạn dùng thứ này để bố thí cúng dường không đạt được quả báo. Quả báo bạn có được là tiêu cực, tuyệt đối không phải là quả thiện. Phải hiểu điều này. Từ cái đạo lý này mà chúng ta biết, Phật dạy chúng ta giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Có người tốt nào lại làm những việc trộm cắp, lừa dối, sát sanh đầy chứ? Không thể dùng những thủ đoạn này, đây không phải là người tốt. Đạo tràng của chúng tôi, những năm đầu ở Đài Loan, đạo tràng đầu tiên thành lập là Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, do Hàng Quán Trưởng chủ trì. Cũng đã mười mấy năm. Thư viện tiếp nhận cúng dường của tứ chúng, nhưng Hàng Quán Trưởng là một người rất hiểu lý lẽ. Tiền cúng dường của người ta mang đến, bà nhất định sẽ hỏi họ, tiền của các vị từ đâu ra? Số tiền ít thì không hỏi, cái số tiền quá lớn thì bà nhất định sẽ hỏi. Nếu có từ đường bất minh thì sẽ trả lại. Đây là chính xác. Tôi nhớ có một năm, hình như là vào dịp Tết, có một vị cư sĩ cầm đến 500.000 đại tệ cúng dường thường trụ. Tôi đã thấy Hàng Quán Trưởng xử lý, hỏi ông ấy. Kết quả tiền của ông là tiền dây nặng lãi. Quán Trưởng nghe nói là tiền nặng lãi, hỏi ông ấy xem người trong nhà có biết không. Người trong nhà không biết, cho nên đã trả lại toàn bộ, một xu cũng không nhận. Nói với ông là cách làm của ông đã sai rồi. Trên kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật, Tam Tạng 12 bộ kinh điển, không tìm thấy bộ kinh nào về bạn đi vay nợ lấy tiền để cúng dường, không có đạo lý này. Phật dạy người cúng dường, khuyên người tu cúng dường là tùy phận tùy lực.
nhất định không thể tăng thêm áp lực cho bạn, nhất định không được miễn cưỡng. Vậy thì sai rồi. Vì cúng dường của bạn nhất định là sanh tâm hoan hỷ, chứ không phải là trồng thêm gánh nặng. Đây là sai rồi. Đạo lý này chúng ta phải biết. Đặc biệt là người phụ trách đạo tràng, người khác quyên góp tặng tiền, nếu là số tiền lớn thì phải nên học theo hàng quán trưởng. Thái độ như vậy là chính xác. Cho nên nghe kinh, hiểu rõ lý quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thông thường hiện nay thấy tiền là sáng mắt ra, miễn có tiền là được rồi, càng nhiều càng tốt, không hỏi lai lịch gì thì không được. Điều này nhất định là sai lầm. Số tiền càng nhiều thì càng phải làm cho rõ ràng, phải tra xét cho rõ ràng. Câu hỏi tiếp theo họ hỏi là: thỉnh thoảng con nghe có người bàn luận đạo tràng nào đó, cư sĩ nào đó không như pháp, mà những cư sĩ đạo tràng này thường là trong lúc lão pháp sư giảng kinh có tán thán là đạo tràng thù thắng, là đại đức Bồ Tát. Xin hỏi con nên lựa chọn đạo tràng như pháp như thế nào ạ? Lựa chọn đạo tràng không phải là chọn ở bên ngoài. Nếu chọn ở bên ngoài thì chẳng tìm được đạo tràng nào. Lựa chọn ở đâu là từ trong tâm thanh tịnh của mình mà chọn. Nơi nào cũng là đạo tràng như pháp. Không có đạo tràng không như pháp. Bạn nghĩ xem, bạn nhìn thấy có người bàn luận, bạn có tham gia bàn luận không? Đạo tràng những năm Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, nói lời thành thật cũng không phải là đạo tràng thập toàn thập mỹ. Vì sao vậy? Tín chúng của ngài rất nhiều, rất nhiều thì rất tạp, cho nên rồng rắn hỗn tạp. Trong đó có rất nhiều người làm việc không như pháp, chính là tỳ kheo xuất gia ở trong đó. Nó thật sự là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn xem lục quần tỳ kheo mà trên kinh nói, những người này đều là tỳ kheo không nghe lời, nghe kinh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật rồi mà còn cố tình làm trái đi, cố tình không tuân thủ, tác oai tác quái ở khắp mọi nơi. Dẫn đầu chính là Đề Bà Đạt Đa. Rất nhiều đồng học Phật của chúng ta biết là vị ấy dẫn đầu, mà Đề Bà Đạt Đa là anh em họ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng chung một ông nội, những người đó cũng là Bồ Tát mà chúng ta không biết. Cho nên chúng ta tiếp nhận giáo dục có hai dạng người dạy dỗ chúng ta. Hai dạng này đều là thầy ta. Khổng Tử nói ba người cùng đi ắt có thầy ta. Ba người này là một người thiện, một người ác, một người là chính mình. Đây gọi là ba người cùng đi. Người thiện là thầy ta, những chỗ tốt của họ chúng ta phải học theo. Người bất thiện cũng là thầy ta, họ cố tình làm ra những điều bất thiện để chúng ta phản tỉnh, nhìn xem ta có hành vi bất thiện này không. Nếu ta có thì nhanh chóng sửa đổi, nếu không thì khích lệ, đừng phạm lỗi lầm đó. Giống như họ, họ cũng là thầy ta. Cho nên nếu bạn là người thiện thì bạn nhìn thấy trong thiên hạ đều là người thiện. Nếu bạn thấy người này là bất thiện, người kia bất thiện, hồi đầu nghĩ lại đó là chính mình bất thiện chứ không phải họ bất thiện. Phải hiểu đạo lý này. Bạn xem Kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta đang giảng hiện nay, mấy ngày gần đây vừa đúng lúc giảng qua, mới chưa được mấy ngày, Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta thuận nghịch đều là thuận, chính là đạo lý này.
Thuận chính là thiện, nghịch chính là bất thiện. Cũng chính là thiện và bất thiện cũng là thiện. Không có bất thiện, hoàn toàn xem ở chính mình. Cho nên ở trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, nếu có thể chuyển cảnh ác đồng với Như Lai, chính là bạn có thể chuyển được cảnh giới hay không? Bạn có thể chuyển được thì là biết tu hành, gọi là khéo học, khéo tu. Bạn không chuyển lại được thì bạn bị đào thải mất rồi. Hết thảy cảnh duyên đều là tăng thượng duyên tu học của chúng ta. Cho nên Phật ở trên kinh nói là chúng ta tu hành một ngày ở thế giới Ta Bà, đáng giá bằng tu học 100 năm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chính là tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới 100 năm không bằng ở đây tu một ngày. Bạn xem nó hoàn cảnh này có tốt hay không? Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc vô cùng ổn định. Mặc dù ở đó không thoái chuyển, nhưng ở đó tiến cũng rất chậm. Thế giới này là tiến nhanh, thoái nhanh, biến động rất lớn. Nếu có tiếng thì vượt xa quá nhiều so với thế giới Cực Lạc. Nếu không vượt qua được thì rơi xuống rất sâu, sẽ rơi xuống A Tỳ địa ngục. Đây là lên nhanh xuống nhanh, có chỗ tốt của nó. Nếu bạn có thể không sợ thì ở nơi này thực sự là thù thắng hơn thế giới Cực Lạc. Nhất định phải biết đạo lý này. Thế giới này tất nhiên là lên nhanh, nhưng xuống cũng rất nhanh. Rơi xuống đến tam đồ, rơi xuống đến địa ngục vẫn là tu hành. Ở tam đồ thì tu cái gì? Là tu sám hối. Bạn phải đem tư tưởng sai lầm, quan niệm sai lầm, hành vi sai lầm sửa lại cho đúng. Vừa sửa đúng thì liền xuất ly rồi. Phật lấy cho chúng ta một thí dụ. Đương nhiên nghiệp nhân vô cùng phức tạp. Phật đưa ra thí dụ rất đơn giản để cho chúng ta dễ nhớ. Địa ngục là sân hận. Bạn ở trong địa ngục chịu khổ, giết địa ngục là do tâm sân hận của ta biến hiện ra. Chúng ta từ nay vì sao không nổi giận nữa, không sân hận nữa, thì địa ngục không còn. Bạn liền thoát khỏi địa ngục. Cõi ngạ quỷ là tâm tham, tâm keo kiệt. Bạn ở trong đó chịu loại thống khổ này, niệm niệm từ nay về sau không khởi tâm tham này nữa. Chỉ cần buông xuống tâm tham thì cõi ngạ quỷ không còn, liền thoát khỏi cõi ngạ quỷ. Cõi súc sanh là ngu si. Bạn nói xem nơi đó có phải là nơi tốt không? Nếu không có những nơi này, tham sân si của bạn đến đâu để đoạn đây? Ác đạo là giúp bạn đoạn phiền não, thiện đạo là giúp bạn nâng thiện căn. Chúng ta đến lục đạo thì biết ở đâu trong lục đạo đều đang học tập. Học tập ở trong Phật Pháp đó chính là tu hành, sửa cho đúng những hành vi sai lầm của chúng ta. Sau đó bạn liền hiểu Phật ở trên kinh nói.